Rồi, hello toàn thể mọi người. Tiếp tục với video ngày hôm nay, chúng ta cùng xem cái nội thất một chiếc loa của cái model cặp loa SR4731X đẹp với tình trạng hiếm gặp luôn. Khang Minh mở một chiếc thôi nhá. Bao giờ cũng mở một cái thôi. Bởi vì mở hai cái nó cũng như vậy thôi. Đấy. Đây là một cái còn lại này. Và đây là e-căng Khang Minh đã mở ra rồi. Cái lớp tiết, cái lớp sơn sơn cát ở cái mặt tiền này, nó nhóng nhánh đẹp cực kỳ, và bốn cái bát y xì như nhau. Lớp gân vải xếp này, mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng. Rốn keo chỉ đen rực luôn. Chiếc bát số 2 2206 HBL tem đen từ 22 côn 100. Đều là những cái củ bát khủng long nhất của JB. Loa 4 ohm, bát thì là 8 ohm, hai cái bát nó song song đánh với nhau. Đẹp chưa? Đấy, và con chép kèn 2447G cũng là từ 22 côn 100. Cái loa gọi là thơm phức luôn. Để Khang Minh sẽ bật nội thất ra, chúng ta cùng khám phá cái cấu tạo bên trong, phân tần, bông tiêu âm hoặc là cái củ bát, củ chép. Nó đẹp, nó mới như nào. Những cái hàng tuyển chọn trên Khang Minh JB Bắc Ninh nha. Đấy. Mọi người biết cái model này, cái cấu tạo bát chép nó giống model gì không? EC giống SB 3.2. Nhưng mà 222 nó là cái loa monitor khủng long nhất của JB. Full đôi 3 tấc, một chép kèn 2447G. Còn SR4731X thì nó là loa full. Đó. Rồi, anh Đoàn ơi, mang khoan vào đây để bán ra. Thậm chí là cái phía áp đất này, mọi người cùng xem này, không tì vết, gọi là mát tay. Cái lớp tuyết, cái lớp sơn sần cát. Đấy, cái tay Khang Minh già tới là có cái vệt tay mồ hôi luôn này. Nó đẹp kinh khủng luôn. Mọi người thấy không? Cái CG màng này. Đấy, nhện cổ keo. Cái sắt xi. Cái sắt xi mọi người thấy không? Nó sáng long lanh bảy màu luôn. Và đây là cái tem triện của cái xương loa này. Đó. Chiếc bass số 2 này. Quay luôn cái phân tần này. Một cái con tụ cực kỳ bự luôn, cuộn trở tụ. Đấy, chỗ góc bên này là SR4731X này. Đây. Đó. Rồi thì cái từng cái bông bây giờ nó hơi nấp lo cái ánh sáng. Tí nữa Khang Minh quay. Rồi, anh úp đi. Cái bông, cái thùng nó rắn đét luôn và nó thơm phức. Đấy. 2206 HBL tem đen từ 22 côn trăm này. 8 ôm. Đây là cái vết bẩn nhá. Rồi. Chiếc bát số 2. À, nghiêng. Rồi, để đây. Wow. Nó sáng như là vừa sản xuất luôn. Đấy, rốn keo chỉ để xoay cái CG đây, CG đây. Anh xoay đây. Nghiêng đi, nghiêng đi. Ngóc vào đi. Đây này. Mọi người thấy không? CG màng nhá. Đây là cái lớp nhăn của cái màng. Bằng giấy JB thỉnh thoảng nó có lớp nhăn để nó tạo ma sát ấy. Đấy. Mọi người có những các bác quý anh em cứ hỏi đây là cái gì? Tưởng là bị rách nhưng không. Màng Mỹ thì nó ít lớp nhăn hơn là màng Mexico. Cái màng mà đời Mexico ấy nó còn nhăn nheo còn nhiều hơn nhiều. Đấy, nói thế để các bác quý anh em nắm được luôn. Đây, cái điện thoại nó không có lấy nét. Rồi, anh úp đi. Con chép. Úp đi, úp đi. Cầm vào cái xương. Chắc tay. Bác này bác ý mới làm cho nên là hơi có luống cuống. Đấy.
tem xương loa này, cầu loa này. Đó. Xem cái tem và cái model của bác. 2206HBL tem đen. Từ 22 côn trăm. Rồi. Con kèn 2447G 16 ôm. Từng cái con ốc này, bắt cái cốc chép này. Sáng quắc luôn. Đây. Nó đây, tem của cái cốc chép này. Đấy. Cái điện thoại thì phải dừng lại một lát thì nó mới lấy nét. Và cái sắt xi, cái độ mới của cái chép. Cái chép nó nặng hơn cái bát. Kể cả bát 40, 22, 26 HBL thì cái chép nó cũng nặng hơn khoảng tầm trên dưới 1 cân. Cái này khoảng tầm 12 cân, hơn 12 cân. Con chép nó nặng hơn. Rồi, bây giờ anh nhấc ra. Để xuống đất để em quay cái bông, cái lỗ thắt thùng. Anh cứ để úp đi. Nhẹ nhàng thôi. Bác ý mới làm cho nên là hơi luống cuống. Rồi, bỏ cái chép xuống. Cái tem, cái số của cái họng chép này. Đây, anh để đây. Đó, có khách. Đây, chúng ta xem lốt nhá. Cái bông tiêu âm này, nó rắn đét luôn. Gần như là chưa có tay người động tới. Đây là cái vỉ cảm giác phía sau. Rồi, chào anh. Các bác vào đây. Em đang mở cái nội thất, cái loa. Cái model 4731X. Rồi, ok. Các bác quý anh em quan tâm đến model này vui lòng liên hệ cho Khang Minh. Đẹp hiếm gặp luôn. Đợt vừa rồi đã lên hình, đã giới thiệu rồi. Và cái âm thanh của cái model này thì rất là hay rồi. Khang Minh bao giờ cũng như vậy, mở một chiếc thôi, mở hai chiếc là cũng thế thôi. Đỡ mất thời gian, đỡ tốn công tốn sức nha. Đấy. Rồi anh nhớ đi. Cho lên đi để lắp. Tiếp khách thật lại là tiếp khách ở trên mạng. Đúng rồi. Thỉnh thoảng làm video lên mạng, lên kênh suốt mà. Video giới thiệu rồi thì các thứ test âm rồi thì hai bát 30 anh. Rồi thì video mở nội thất để mọi người lắm được cái 4735 à? 4731X. 30 à? 4731X, 2 bát 30, một chép kè này. Để mọi người ai cũng nắm được cái hàng tuyển chọn và cái độ zin, độ đẹp nó như nào.